Chào các bạn. Mấy hôm trước mình có lướt Facebook và thấy có một cái sản phẩm nhìn khá là hay luôn, nên mình mua về review thử. Đó chính là cái máy in ảnh bỏ túi Huawei các bạn. Đây mình có hui ra chép hàng rồi. Hàng này thì mình mua giá là 2 triệu các bạn. Và sau khi mua xong 2 triệu thì mình thấy là có rất là nhiều shop bán rất là nhiều giá khác nhau luôn. 1,5 triệu rồi 2 triệu 2 rồi 2 triệu nữa, nói chung là có rất là nhiều giá các bạn ơi. Mà mình mua cái cục này là 2 triệu nha. Ở đây là có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn các bạn ơi, do shop nó gửi nè. Đây shop gửi hướng dẫn bằng tiếng Việt nha. Đó tiếng Việt hết luôn các bạn. Chúng ta sẽ được tặng này, nghe nói đây là cái cục pin các bạn, pin để dành in hành nha. Đây mình thui ra hết nha. Đây sản phẩm máy in bỏ túi Huawei của mình là gồm có một máy in rồi tặng 20 cục pin với lại một cái giấy hướng dẫn nha. Ok mình sẽ thui ra thử coi như thế nào. Đó sau đó mình sẽ lấy ra nha. Huawei là một hãng của Tàu các bạn, của Trung Quốc nha. Đây nhìn cái hộp rất là đẹp luôn, có như hộp điện thoại vậy các bạn. Lấy này lên. Ở trong đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn nè. Cái hướng dẫn này toàn là tiếng Trung không các bạn ơi. Còn đây là pin nha. Đây là pin đi kèm cái máy in này. Còn đây là pin của shop tặng. Đây chúng ta sẽ có một cái cáp sạc của cái máy in nha. Còn đây là máy in. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi, không còn gì khác các bạn. Chỉ có cáp sạc, chứ không có củ sạc nha. Cáp sạc thì chúng ta sẽ cắm vào đây và sạc thôi. Đó, cắm vào đây. Còn đầu này thì cắm vào trong củ sạc của điện thoại các bạn. Hoặc là USB á, cắm vào sạc. Đơn giản cho thôi nha. Đây, đây là cái túi pin mà cái máy in nó có sẵn, tính là chúng ta sẽ được 10 tấm pin nha. Còn đây là của shop là được 20 tấm các bạn. Mình sẽ hui ra coi nha. Đây shop cho chúng ta thêm hai cái nữa, mỗi cái là 10 các bạn, tức là mình được tặng 20. Còn đây là 10 của shop, tức là mình đang có 30 tấm pin nha. Ok, bây giờ mình sẽ coi hướng dẫn để cách lắp pin vào. Mình sẽ mở đây ra nha. Mở cái siêu này ra. Đó. Mở ra. Sau đó mình sẽ lắp pin vào. Đó, chúng ta được một đống pin như vậy nè bạn. Sau khi khui cái bịch pin ra thì chúng ta sẽ ụp cái mặt xanh này xuống nha bạn. Đây, xuống đây. Đó. Sau đó đóng nắp lại. Đó, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại và đào cái app của Huawei về. Nói chung là nếu như chúng ta sử dụng điện thoại Huawei thì trong điện thoại Huawei là sẽ có cái app của cái máy in này luôn. Còn mình sử dụng iPhone thì mình phải vào app và download cái app Huawei nha. Nếu như chúng ta không sử dụng điện thoại Huawei thì chúng ta sẽ tải cái app tên là Huawei này nè các bạn, Huawei Retail gì nè, Retail gì nè. Bây giờ mình sẽ lên trên mạng và download về nha. Đầu tiên chúng ta sẽ giữ nút nguồn này 2 giây nha. 2-3 giây gì đó. Rồi đợi tới khi nó cháy đèn xanh lên, đó nó cháy đèn xanh chớp chớp đó các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ bật điện thoại mở Bluetooth lên. Trong phần kết nối Bluetooth chúng ta sẽ thấy tên của nó là Huawei Ringtone B605 nè. Mình sẽ nhấn vào. Khi nhấn thì nó sẽ quay quay như vậy đó các bạn. Trong lúc nó quay thì chúng ta sẽ nhấn nhẹ vào cái nút nguồn bên đây nha. Nhấn một cái thôi. Ok, rồi nó đã kết nối, thành công. Nói chung là đã kết nối rồi nha. Bây giờ mình sẽ bật app của cái con Huawei lên. Đây. Đây là cái app Huawei mình vừa mới đào, nhấp vào. Ở đây chúng ta đã kết nối được với lại cái máy in đây nè. Bây giờ mình sẽ vào thư viện rồi mình lấy hình nha bạn. Như đây mình sẽ lấy thử tấm hình này. Ok, mình sẽ in thử nha. Đây, đây số đang chạy đã đang in nha. 25, 26 nó chạy rất là nhanh luôn. Chắc để về cho in nè. Đó.
80%. Ok, 100%. Đèn lên, đèn lên. Lâu dữ hả? Nghe máy nó chạy trong đây luôn các bạn. Đây nó đang chạy ra nè. Đợi nó lâu quá mà tìm chuyển mưa luôn các bạn ơi. Giống bà già đem phủ ghê luôn, quá là dậm luôn các bạn. Đó. Chốt gì ra nè. Đâu? Cái này chỉ là cái bì thôi mà ta. Ủa? Tự nhiên nó gớt cái tấm bì màu xanh nãy mình úp xuống. Hình như là mình phải bỏ tấm bì này ra hay sao á, để mình chờ chút thôi. À, vẫn ra nè, à nó giục cái tấm màu xanh trước. Hài với mình tưởng đây là tấm hình thì ra đây với là cái tấm để mình bì mình úp xuống thôi, đây mới là tấm hình nha. Đó, đang ra các bạn ơi. Wow. Đây là tấm hình mình chụp tên Shopee bạn. Đây là tấm hình mà mình chụp tên Shopee nha. Một cái tay cầm chống rung cho điện thoại. Đây, kết quả là mình được tấm hình như vậy đó bạn. Tấm hình rất là nhỏ nha, nhỏ bằng lòng bàn tay mình thôi. Bây giờ mình sẽ thử in hình chân dung của mình nha. Nhấp vào đây. Chọn hình của mình. Hình này mình chụp rất là lâu rồi các bạn, chắc cũng phải từ lúc mình còn tới Sài Gòn á, chắc cũng 5-6 năm rồi các bạn. Ở đây mình thấy nó có thêm mấy cái khung tranh rồi đó nè các bạn. Đó, khung lá cỏ, hoa lá hẹ rồi nè. Rồi gắn sao đồ, kẹo đồ nữa nè. Chỉnh tới chỉnh lui đồ. Có chèn chữ nữa nè. Thôi, màu mè quá. Bỏ. Ok, mình sẽ in tấm này nha. In. Rồi ở đây nó sẽ chạy số phần trăm các bạn, chừng nào nó chạy 100% là nó bên đây nó bắt đầu in nha. À hồi nãy nó ra cái tấm màu xanh này đó các bạn, nên chờ hơi lâu một chút. Nó giục cái tấm màu xanh nó bắt đầu nó mới in. Thì bắt đầu nhanh lắm đó nha. Đó, rất là nhanh luôn các bạn. Hồi nãy chờ muốn chết luôn, bây giờ ra khá là lẹ nha. Wow, mình đã có một cái ảnh đại diện. Ngay tại nhà đó các bạn, không cần ra tiệm rửa gì hết nha. Nói chung là chúng ta chỉ việc chụp hình trên điện thoại sau đó bắn vào bên đây và nó sẽ in hình thôi. Xong. Được tấm hình này của mình. Wow. Khá là dữ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lên trước chụp cho tụi nó một tấm và in thử cái một bài đó luôn tặng cho tụi nó nha. Nó đang ngồi làm gym ở gần nhà trước. Ok, để mình coi có hồi túng hồi nào, thiếu hồi nào. Ok, dứt. Sao? thiếu mặn ăn rồi. Tấm hình của mình để mình sẽ lấy ra đối xứng với bạn thử coi, cuối cùng chỉ có một tí bị dính vô hình này. Ủa sao nó lại tấm trên đây sao ngộ à. Rồi kỳ là bị bóc phốt các bạn ơi, nó dán gì có nửa tấm à. Đây các bạn có nhìn thấy không, đáng lẽ cái này phải để trên đây mới đúng chứ, nó in có nửa tấm dưới à. Kết quả là có nửa tấm rồi các bạn. Mình thử lần nữa nha. Trong kỳ á. Đây, mình sẽ nhấp vào đây cho bạn xem tấm hình. Đây. Bạn thấy tấm hình không? Vì tấm hình rất là dài luôn, mấy ba thằng cu đang ngồi. Lặp lại cái nữa nha. Kỳ á, chơi gì in gì có nửa tấm như vậy à. Đây, lần này hình nó ra, bắt đầu mình thấy nó ra ok hơn rồi các bạn ơi. Đó. Lần này mới đúng bài nha. Hồi nãy hơn cái nửa tấm à. Đó. Bạn thiếu chút xíu các bạn. Đây bạn thiếu nha. Bạn thiếu chút xíu đây. Và ở bên, bên đây nó báo chúng ta là cái máy in nó quá là nóng các bạn.
nó kêu, chúng ta nên chờ một chút, máy bị nóng. Mình sẽ cho nó nghỉ miếng nha. Chắc máy nóng nên in lỗi các bạn. Đây kết quả là in tấm này được nửa tấm, còn tấm này thì được 2/3. Ok, mình đã cho nó nghỉ khoảng 15 phút bớt nóng. Bây giờ mình sẽ thử in coi nó như thế nào mấy bạn. Chắc là do máy nó nóng quá các bạn, mình bắt nó làm việc quá tải á, in 3 tấm liên tục. Kết quả là nó bị ngu người nha. Lần này nó mới in ok các bạn. Đó. Lần này là mới ok nha. Trọn vẹn luôn nè. Đây là tấm hình mà lúc mà mấy năm trước mà mình tự sướng các bạn. Giờ mình chụp cho mình chứ mình không biết xài mấy cái app này. Lấy ra dán trong hình làm kỷ niệm đồ. Đây, khá là ảo diệu luôn. Vừa anh tấm hình nó xong thì bên đây nó báo là máy nóng các bạn ơi. Đây, bên đây nó báo máy nóng luôn. Tắt luôn. Tắt máy luôn nha, máy nóng quá. Đây, kết quả là mình được 3 tấm. 3 tấm này ok, còn 3 tấm dưới đây là của mấy cu thì tấm này là máy bị nóng quá nên được có nửa hình nè. Thôi là anh lại lần nữa thì nó cũng hiếu miếng. Và cho nó nghỉ 15 phút thì nó mới in được tấm này nha. Nói chung là máy nó khá là nóng luôn các bạn. Đây, như đây mình tin mới có 2 tấm nó rất là nóng luôn nha. Máy nóng thì nó sẽ bị lỗi nha các bạn. Nói chung là chúng ta nên để máy nguội thì mới in nha. Đó, kết quả là được như đây nè. In thì mình thấy là hình nó không có được sáng như như tông điện thoại bạn. Nó hơi mờ mờ, nó hơi tối tối chút nha. Chất lượng nó không có tốt bằng hiển thị trên điện thoại với bạn. Cái máy này mình thấy có rất là nhiều giá, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,2 triệu luôn các bạn. Cái máy này mình mua là 2 triệu các bạn. Máy Huawei gieo thì máy này thì mình mua trên Facebook. Trên Facebook thì nó bán hàng tùm lum tùm la các bạn, có rất là nhiều giá luôn, chúng ta không có nào biết được. Kết quả là mình mua máy 2 triệu. Kết quả là được mấy cái hình như vậy nha. Mình nghĩ là lợi ích của cái máy này chính là nó nhỏ gọn thôi. Chứ hình chụp mình thấy là nó in ra là không có đẹp nha các bạn. Nói chung là cái sản phẩm này mình dùng mình thấy là để chơi cho vui vậy thì ok, chứ thật sự là nó không có chuyên nghiệp bằng mấy cái máy ảnh mà chúng ta vừa chụp hình là nó sẽ ra tấm hình liền nha bạn. Bạn nào thích video này của mình hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Những cái cục phim này thì chúng ta mua hết thì chúng ta có thể liên hệ shop để mua về thêm nha bạn. Cứ một bịch như vậy là 10 tấm.